con không có thích con gái. Thì mẹ mới biết, mẹ em nói là lâu nay tôi có đứa con gái mà tôi không biết. Lâu nay tôi có đứa con gái mà tôi không biết. Dạ nó nhẹ nhàng lắm. Con là con của anh và Quốc. Người ta nói đồng tính không bao giờ có con, nhưng tụi anh có con. Anh ơi, trong đêm đó ông nói chữ đồng tính một cái em muốn phun cơm ngay tại chỗ. Giờ này quá giờ giới nghiêm nhà trọ rồi, cho anh ở ngủ lại được không? Nhưng mà em không cho. Có một lần anh nhắn tin Facebook với em á, anh nói là mình bây giờ cứ như vậy đi, lâu lâu anh về anh với em vui vẻ với nhau là được rồi. Trời ơi, Đó là anh cái chơi quá anh Huy. đó gọi là cái đỉnh điểm, gọi là em bị tổn thương. Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Come Out, và xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và sau đây, xin mời quý vị khán giả chào đón cặp đôi khách mời của ngày hôm nay. Chào hai bạn, rồi hai bạn giới thiệu về bản thân mình cho khán giả biết nhé. Dạ, em chào anh Tuân ạ. Em tên là Lê Minh Quốc, năm nay em 31 tuổi. Xin chào Tuân. Mình là Trương Ngọc Huy, hiện U40, và Huy với Quốc cũng đang là giám đốc điều hành cho hệ thống da liễu Drac Clinic. Cho em hỏi về cơ duyên gặp gỡ của anh Huy với cả Quốc đi. Dạ, em với anh Huy gặp vào ngày 24 tháng 4 năm 2011. Wow, là hai người quen nhau được 11 năm hả? Dạ, gần 12 năm rồi ạ. Lúc đấy thì em đang đi làm thêm, tức là em đang là phục vụ á. Thì anh Huy vào quán, có khi thì anh Huy uống uống cà phê để học bài, có khi thì anh Huy là làm hội nghị. Năm đó gia đình em có một chút xíu biến cố, thì em dự định là một tuần sau là em sẽ đi Sài Gòn và nghỉ học ngang, tại vì năm đó em đang là sinh viên năm 3. Anh Huy rất là đẹp trai, thời điểm đó anh Huy rất là nổi bật, cho nên mọi người thường xuyên là bàn tán về anh Huy. Thì mọi người nói là mày có dám nhắn tin cho bạn đó hay không? Thách thức hả? Dạ đúng rồi, thách thức. Thì lúc đó thì em cứ nhận lời thách thức thôi. Em cũng thấy ông này cũng rất là đẹp trai, nhưng mà lúc đó em cũng chưa có ấn tượng gì nhiều. Thì em nói có gì đâu mà không dám. Thì em nhắn cho ông một cái tin là sao lâu quá rồi anh không có quay lại quán em để làm event. Thì ảnh mới trả lời cho em một cái là em là cậu bé mặc áo trắng ngày hôm đó vậy đó. Thì tức là cũng đã nhận ra nhau ngay từ cái tin nhắn đầu tiên. Tại vì anh có một cái khả năng là những cái người mà anh chỉ cần gặp một vài lần, có những cái điều mà làm mà anh cảm thấy anh để ý, anh thấy tốt là anh sẽ nhớ. Sau cái tin nhắn đó là em bắt đầu kể cho anh cái dự định, và nói là em đang học năm 3 như vậy mà em muốn nghỉ là em đi làm thôi. Thì anh mới hỏi em là anh cũng có bạn ở Sài Gòn, em có muốn anh giới thiệu chỗ ở rồi cho em hay không. Thì đó là cái tối hôm đó là gặp lần đầu tiên. Sau khi em tan ca 10 giờ thì anh chở em đi dạo thôi. Thực sự ra là thời điểm đó là lúc đó là anh cũng làm một công việc gọi là công việc truyền cảm hứng, nên là anh khi mà anh gặp một cái câu chuyện như vậy của Quốc thì anh lại muốn gặp Quốc để anh nói chuyện với Quốc nhiều hơn. Ấn tượng đầu tiên của em về anh Huy là lúc đó rất là lãng tử, mà tới thời điểm đó thì em cũng chỉ gặp thôi chứ em cũng chưa có ý đồ gì hết á. Vừa lên xe thì anh mới hát một cái câu là dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Chứ là tự nhiên trong lòng mình nó có một cái gì đó hy vọng. Tại vì thời điểm đó em rất là chơi vơi giữa cuộc sống, không có người thân, không có bạn bè gì nhiều. Tại vì em sắp nghỉ học á, thì em cũng thu mình lại. Sau đó thì anh Huy chia sẻ về tất cả mọi thứ. Anh Huy nói là em nên đi học tiếp tục. Đêm hôm đó về thì anh Huy nói là giờ này quá giờ giới nghiêm nhà trọ rồi, cho anh ở ngủ lại được không? Nhưng mà em không cho. Thật sự là cái nhà trọ của mình thời điểm đó là đúng 11 giờ là nó đóng cửa, là mình sẽ không có về được sau 11 giờ. Vậy sao anh không sắp xếp về trước 11 giờ đi? Dạ không, nhưng mà cuối anh đã cùng biết cái giờ đó nó đóng cửa rồi. Anh cố tình đi, sau anh đổ thừa là do cái nhà trọ. Dạ, nhưng cuối cùng vẫn quay lại. Tại vì em thì ban đầu em cứ nghĩ cái đó là cái cớ thôi. Nhưng mà sau đó khi mà anh đi về thì chút xíu em nhận được cuộc gọi nó là anh không có vô nhà được. Thì nó thôi anh quay lại đi. Thì cuối cùng nó vẫn là cái cớ mà em. Em cũng không biết là cớ hay là thật nữa. Em tưởng em bị thao túng tâm lý rồi, Quốc bình tĩnh. Anh biết là anh Huy kiểu rất khéo léo, sáng sủa. Không, nhưng mà em nghĩ lúc đó anh Huy là con mồi mới đúng. Yes. Em xin lỗi anh Huy. Nhưng mà rồi, tối đấy, okay. Tối đấy. Dạ, thì tối đấy chuyện gì đó nó cũng đến. Ngay đêm đầu tiên. Nhưng mà vấn đề là, cái người nào là người chủ động? Có nghĩa là trước đấy em nghĩ là anh Huy cũng phải có ấn tượng tốt với Quốc rồi. Tại vì cái việc mà khi anh gặp một người xa lạ, mình phải có ấn tượng tốt rồi mình mới sẵn sàng chia sẻ mọi thứ và có ý định giúp đỡ họ. Cái tính của anh nó hơi bao đồng. Cái tính bao đồng như vậy đó, gặp những người mà có những cái hoàn cảnh như vậy, hoặc là họ cần những cái lời khuyên thì anh sẽ khuyên. Tại vì anh đã trải qua khá là nhiều, ví dụ như việc học hay là công việc như này nọ đó,
nên là anh cũng đã có những cái kinh nghiệm. Em nghĩ sự bao đồng nó có mức độ của nó. Nếu như những người ngoại hình không đẹp bằng Quốc thì bao đồng đến 10:30 thôi, còn về kịp giờ trọ, chứ không ai bao đồng quá giờ trọ cả. Nói chung là cũng là vì khi mà đi á thì thấy Quốc có một cái điều rất là nghe lời. Tại vì bản thân anh, ví dụ như anh sẽ không thích những ai mà đeo bông tai. Anh có nói với Quốc là thôi em tháo cái bông tai đó ra đi, tại vì anh nghĩ là em không nên. Nói là làm luôn, anh lấy anh tháo ra thì Quốc ok. Nên là lúc đó anh cảm thấy là bạn này rất là ngoan và nghe lời. Là anh thích cái kiểu ngoan và nghe lời. Đúng rồi. Sau cái đêm đó thì qua hôm sau em vẫn đi làm bình thường, anh vẫn đi về đi học. Nhưng mà em nhắn tin không trả lời, em gọi cũng không bắt máy luôn. Nguyên từ sáng tới chiều. Em nói ủa sao ngày hôm qua thấy cũng đàng hoàng, thấy cũng ngon quá mà sao bây giờ trốn mất tiêu vậy ta. Xong em cứ nghĩ là chắc là mình bị Quốc ngựa chi phong rồi. Dạ, Quốc ngựa chi phong rồi. Rồi mãi chiều đâu khoảng 4 giờ thì anh mới chủ động anh gọi lại, anh nói là ủa sao vậy, có chuyện gì, sáng giờ anh đi học. Thì sau đó là bắt đầu mới qua lại với nhau. Thì anh cũng biết hoàn cảnh của em. Có một tuần là anh đề nghị 3 ngày, 3 ngày. Em nhớ một tuần nha. 3 ngày, 3 ngày là em về. À, sau 3 ngày là anh rủ em về nhà ở chung. Dạ. Đúng rồi. Là em bỏ ý định lên Sài Gòn luôn. Dạ đúng rồi. Ở lại Cần Thơ. Dạ, ảnh là cái lý do ngay lúc đó mà em ở lại Cần Thơ tiếp tục. Và okay, tiếp tục đi học nữa. Cả hai người có tỏ tình gì với nhau không? Về cái việc là chính thức quen nhau không anh? Hay là mình chỉ để mọi thứ tự nhiên như thế thôi? Thực sự ra thời điểm đó anh vẫn còn có tình cảm với một bạn gái. Và lúc đó anh đã quen bạn gái đó trước khi mà anh quen Quốc. Tức là thời điểm đó anh là vẫn thích nữ và vẫn thích nam, chứ không phải là chỉ là thích nam thôi. Sau đó anh có nói với Quốc đó là anh muốn mình chỉ là bạn bè, tại vì hiện tại lúc thời điểm đó sự nghiệp cũng chưa có là gì cả, và có thể đâu đó sẽ bị ảnh hưởng đến cái sự nghiệp tương lai, nên là cái việc mà tình cảm của hai đứa thì nên giữ lại để cho mọi người đừng có biết quá nhiều. Quốc cũng chấp nhận và anh cũng đồng ý. Thì lúc gặp em là anh Huy có thương lượng là mình về ở với nhau coi như nhau như anh em thôi, và không có được ghen tuông, cũng không có giấu cái gì em hết. Em nghe lời quá ha. Lý do vì sao em đồng ý? Em cảm thấy anh này quan tâm tới em nhiều nhất. Và là người hầu như là người duy nhất quan tâm tới em. Kiểu là em cảm thấy cuộc đời em đang chênh vênh. Dạ. Và em tìm được một cái neo. Đúng rồi anh. Nhưng khi em có tình cảm thì làm sao em tránh khỏi cái việc ghen tuông? Thật sự ra thì ngay lúc đó, kể những cái lúc mà dịp mà lễ lớn giống như là Noel hoặc là 14 tháng 2, anh Huy đều đi lên Sài Gòn với bạn gái anh Huy hết. Dạ, và em vẫn buồn vì cái chuyện đó. Nhưng mà tại vì ngay từ đầu em đã chấp nhận cái chuyện đó rồi, thì lúc đó em chỉ nghĩ được là anh này anh cũng khá là tốt, đúng cái gu của mình. Mình được như vậy là đã quá may mắn rồi, cho nên em không đòi hỏi gì quá nhiều. Có nghĩa là em vẫn có thể cân đo được cái cần và cái muốn của bản thân mình. Dạ. Nhưng mà có bao giờ em suy nghĩ đến cái việc là ok, mình có một cái người hỗ trợ mình rất là tốt như vậy rồi, nhưng mà mình vẫn cần một cái tình cảm trọn vẹn và em tìm một cái tình cảm khác không? Dạ có, nhưng mà không phải ngay cái thời điểm đó anh. Tức là trong cái thời gian đó vẫn có một bạn nữa đeo đuổi em. Mới vừa có qua lại có mấy ngày thôi thì anh Huy phát hiện. Lúc đó là Quốc đang bắn Kentucky Land. Cái bạn kia mua Kentucky Land của Quốc. Thì bạn đó mới đến cái phòng mà hai đứa ở. Lúc đó bạn đó vào thì bạn đó hôn Quốc. Và lúc đó anh vô tình anh đi về, anh thấy. Thì lúc đó thì anh bực. Nhưng mà thật sự ra do bản thân anh nữa, anh cũng không có thể hiện là anh ghen hay gì hết. Anh đi chạy xe ra ngoài, anh đi một vòng Cần Thơ. Sau mà anh đi về, anh nói với Quốc là câu chuyện đã lỡ xảy ra rồi thì thôi cho nó qua, và xem những người đó như là bạn. Và đối xử với họ như là bạn thôi. Dừng ở mức độ là bạn thì ok. Anh Huy, nhưng mà vấn đề là em nghĩ là sau cái khi chuyện đấy xảy ra, anh sẽ phải hiểu được cảm xúc mà Quốc đã phải đối diện ấy, khi mà anh đi, anh bỏ Quốc đi theo một người khác ấy. Thì đúng, anh cũng có suy nghĩ đến điều đó. Nhưng mà thực sự ra thời điểm đó thì anh thấy câu chuyện đó nó cũng không có quá lớn. Và anh kết nối với Quốc và cùng với bạn đó, với một bạn nữa, một người nữ nữa, rồi chơi chung với nhau thành một group, một nhóm, rồi tạo thành một cái giống như một cái hội gia đình gì đó, chơi với nhau. Và cuối cùng thì Quốc với bạn đó thì xem nhau như những người bạn thân thôi. Sau đó thì năm 2013, cuối năm 2013, cuối năm là 2013. Anh Huy tốt nghiệp xong ở Cần Thơ. Nhưng mà trước đó thì là anh đã chia tay bạn gái vào năm 2012. Sau khi anh chia tay cái bạn nữ đó xong, anh có toàn tâm toàn ý với Quốc không ạ? Thời điểm đó là nó là Quốc đối với anh là anh cũng vẫn yêu Quốc, nhưng mà cái tình cảm nó chưa có đủ lớn để mà anh có thể gọi là muốn Quốc hy sinh quá nhiều cho anh. Tại vì anh lúc đó anh cũng sợ chứ, dụ như Quốc hy sinh quá nhiều cho anh thì anh sẽ bù đắp lại gì cho Quốc, tại vì anh chưa có gì trong tay cả, chưa có nhà, chưa có xe, chưa có sự nghiệp vững vàng. Nên là thời điểm đó
anh rời khỏi Cần Thơ để anh lên Sài Gòn để lập nghiệp. Anh không có để lại một cái tin nhắn hay một cái lời gì nhắn nhủ là Quốc. Kiểu như một dạng anh biến mất à? Dạ đúng rồi anh. Ui, như thế tàn nhẫn lắm mấy anh. Chính xác là biến mất luôn á anh. Tại vì em còn nhớ ngày hôm đó là ngày cuối cùng mà em gặp ảnh ở Cần Thơ. Sáng hôm đó thì em với anh cùng nhau đi ăn sáng, thì em cũng đi học ở trường. Trưa em về là anh dọn đi hết tất cả đồ đạc của anh không hứa hẹn với em là năm sau anh về hay là anh sẽ đưa em lên gì hết. Anh không hứa hẹn bất cứ gì hết. Mà em bắt gặp một cái status của ảnh ở trên đó là kiểu giống như là tôi đã thoát khỏi Cần Thơ rồi và có thể bắt đầu sự nghiệp của mình tại nơi đất Sài Gòn lâu. Đó là chuyện lâu nay tôi muốn. Thì em cảm giác ngay lúc đó em giống như là một cái chặn lại ở ngay khúc đó. Thì em mặc định lúc là đã chia tay mặc dù không có nói. Đôi khi là anh không có được cái sự tâm lý đó. Tức là trong đầu anh là anh có kế hoạch như vậy. Anh lên trên Sài Gòn, anh có một căn nhà, có một chiếc xe, rồi anh sẽ rước Quốc lên. Đó là cái mục tiêu của anh. Và đó là ngay từ hồi trước anh có nói với Quốc là sau cái thời điểm này, 3 năm sau là anh sẽ thành lập công ty và anh sẽ xây dựng doanh nghiệp. Em lúc đó trong đầu em thì chỉ nghĩ tới chuyện tình cảm thôi. Em nghĩ là một người nếu mà đã yêu mình thì khi mà họ đi thì họ phải có một cái lời hứa hẹn nào đó. Nhưng mà anh ấy thì không, anh ấy biến mất luôn. Và sau đó em cũng ra trường và em tự xin việc, rồi em đi làm, em ở lại Cần Thơ. Anh muốn quay lại cái lúc mà khi em bất chợt nhận cái tin đó. Anh nghĩ em phải loay hoay một thời gian đó, phải không Quốc? Dạ, cũng không loay hoay lâu lắm. Tại vì thật sự ngay lúc đó có một cái bạn đó, cái bạn mà em nói với anh từ đầu á, bạn ấy đến, bạn ấy bên cạnh em trong cái khoảng thời gian đó. Cũng đỡ. Dạ đúng, đỡ. Và lúc đó thì cuộc sống em khá may mắn. Kết nối với bạn đó mà cũng vừa kết nối với anh. Quốc cố tìm cách để kết nối với anh Huy. Thì anh Huy có cho Quốc câu trả lời là tại sao anh làm như thế không ạ? Lúc đó là anh vẫn về Cần Thơ, lâu lâu anh vẫn về Cần Thơ, lâu lâu vẫn anh vẫn gặp Quốc, lâu lâu tụi anh vẫn về Long Xuyên thăm gia đình, tức là vẫn sinh hoạt như trước, chứ là chỉ có cái điều là đi về Cần Thơ ít hơn, không có nhiều như trước nữa. Đó. Nhưng mà anh quên, có một lần anh nhắn tin Facebook với em á, anh nói là mình bây giờ cứ như vậy đi, lâu lâu anh về anh với em vui vẻ với nhau là được rồi. Trời ơi, đó là anh cái chơi quá anh Huy. Đó gọi là cái đỉnh điểm, gọi là em bị tổn thương. Thực sự ra thời điểm đó là mình đang bị lay hoay trong một cái ngưỡng công việc rất là nhiều. Vừa làm đài truyền hình, vừa làm cho các công ty dược, rồi làm ở các nơi. Thì mình cảm thấy là cái cuộc sống mình nó quá bận rộn. Thì lúc đó mình cũng buồn là mình không nghĩ đến cái câu chuyện khác nữa. Mình chỉ nghĩ đến như vậy thôi, đến khi để mình gom đủ để mình xây dựng sự nghiệp của mình vậy đó. Nhưng mà anh có nghĩ tới cái tin nhắn đó sẽ làm tổn thương cho Quốc không? Hay là thực sự anh ra, không có nghĩ sâu tới vậy? Thật sự anh không nghĩ sâu tới vậy. Rồi khi mà Quốc đón nhận cái tin nhắn đó, em đón nhận với một tâm thế như nào? Có nghĩa là em tổn thương và em đối diện với sự tổn thương đó như nào? Cũng giống như lúc mà em với anh mới quen, em cũng bình thản như vậy đó. Em chấp nhận thì mọi thứ nó đều diễn ra êm đềm đối với em hết. Tuy nhiên là em có nghĩ tới sẽ nói là chia tay. Nhưng mà mãi tới một cái lần đó là vào năm mấy anh? Cái vào năm mà em nói chia tay với anh? 2014. 2014. 2014 là cuối năm 2014. Cuối năm 2014. Dạ. Là lúc đó là anh vừa là đậu cái giải là top 10 án vàng MC đó, ở đài truyền hình. Thì thời điểm đó bắt đầu anh bận rộn, cũng ăn mừng đó, thì rủ cái nhóm đó đi chơi. Trong đó có Quốc, thì có cái bạn kia luôn. Rồi có một người nữa thì bạn đi, kia đi là Đà bạn Lạt. Nào anh là bạn quen với em. Bạn quen với Quốc. Dạ. Thì lúc đó tại vì bạn kia kêu mình là anh hai thì rủ nhau đi Đà Lạt chơi. Trong cái đêm đi Đà Lạt đó thì mình vô tình, mình có một cái khả năng đặc biệt nữa, chỉ cần một bạn nào đó thôi, chỉ cần bấm số password ở trên điện thoại là mình có thể biết được password. Nhìn lén giỏi anh. Xong thì mình mới mở điện thoại của hai bạn này mình đọc. Thì khi mình mở điện thoại của hai bạn này đọc thì mình mới biết cái câu chuyện của hai bạn này. Là anh không biết là Quốc với bạn đó đã quen nhau rồi, nên anh mới có một cái đề nghị là hay là hai bọn mình vẫn vui vẻ như bình thường đi. Tức là thời điểm đó em vừa quen với bạn đó và em vừa mập mờ với anh Huy. Nhưng mà anh Huy có biết em quen với bạn đó không? Dạ không. Thế thì anh Huy nhắn cái tin nhắn đấy anh thấy cũng dễ hiểu. Rồi sau đó thì mình biết được câu chuyện này. Thì thực sự ra tối đêm đó là mình đi bộ, đi dọc cái con đường đi xuống dưới cái đồi Đà Lạt đó, chung là cũng stress. Xong rồi đi về, lúc đó là Quốc mới lên lại Sài Gòn một lần nữa. Và sau lần đó là em quyết định nói chia tay. Em không hiểu, bằng một cái sức mạnh tâm linh nào đấy mà hai người rất yêu nhau nhưng lại rất biết cách làm khổ nhau nhá. Có nghĩa là hai người sẽ thường làm cho nhau những cái cú rất là sâu thẳm luôn á. Đúng không? Anh có cảm thấy là mỗi lần anh phát hiện ra một cái gì đấy là anh sẽ buồn sâu thăm thẳm ở trong không?
À đúng rồi. Nhưng mà thật sự là do lúc ảnh đi ảnh không có hứa hẹn gì với em, mà ngay kể cả từ đầu lúc mới quen ảnh cũng nói là mình quen nhau như anh em, mình coi nhau như anh em thôi và không được ghen tuông. Em cũng chả biết nó là một mối quan hệ gì. Thì sau lần đó khi mà em lên thăm ảnh ở Sài Gòn, thì trên đường mà ảnh chở em ra bến xe miền Tây á, thì em quyết định nói là chia tay. Em chỉ cần nói là anh ơi em có cái này muốn nói, thì lập tức ông hỏi là em muốn chia tay đúng không? Quốc lúc đó Quốc thừa nhận luôn. Tại vì hai bạn nhắn tin qua lại vậy là hai bạn đã thừa nhận luôn. Lúc mà em ngồi xe đò về á, thì ảnh gọi lại cho em. Tự nhiên cái ông gào lên, ông khóc. Ông nói là anh mất em rồi. Đó là thời điểm mà anh cảm thấy là anh rất là yêu Quốc. Tức là mất rồi mới cảm thấy yêu. Khi mà ông gào lên như vậy em có bị xúc động theo? Em khóc liền, nhưng mà em không trả lời lại được. Tại vì thật ra lúc đó em cũng rất là thương Huy. Vì người em thương em xác định là anh Huy. Thì trên xe em không nói gì được nhiều, em tắt máy. Xong rồi trên đường em về thì sau đó là một chuỗi ngày. Trước đó không bao giờ gọi cho em nha. Sau đó bắt đầu gọi liên tục. Nói là em ơi đừng có bỏ anh. Bạn kia không có em thì còn có người khác. Còn anh không có em là anh không có ai hết trơn. Vì thời điểm đó anh cũng nhận ra là anh đã bỏ Quốc một cái khoảng thời gian quá dài. Anh cũng có suy nghĩ nếu mà với cái số tiền anh đang có, anh có thể về Cần Thơ, anh sống nó cũng sẽ vẫn thoải mái và có thể lập nghiệp ở Cần Thơ. Tuy nhiên đó là anh lại nghĩ một cái hướng khác. Anh sẽ về dưới Cần Thơ và làm việc ở Sài Gòn, và lâu lâu đi về đi lên như vậy, nhưng mà một tuần về 2 lần. Có những lúc anh về có buổi chiều đó, buổi chiều đâu 3-4 giờ tới là tối anh đi lên lại Sài Gòn rồi. Nhưng mà tức là em thấy được cái sự cố gắng mà để níu kéo em lại đó. Sau đó 2015 là Quốc quyết định lên Sài Gòn với anh. Anh cũng tìm việc làm cho Quốc ở trên này. Với những cái mối quan hệ của anh quyết định anh với Quốc đồng hành đó, là tại vì cái cô gái đầu tiên á là cô gái ấy đi theo bạn trai giàu hơn, còn cô gái thứ hai á là cô gái đấy lấy chồng. Anh thấy vậy thôi. Anh cảm thấy anh Huy cứ quen ai là người ta đi theo bạn trai nên là anh cứ tại vì công việc rồi. Anh đầu tư có công việc nhiều quá. 2016 là đúng sau 3 năm anh rời Cần Thơ là anh xây dựng doanh nghiệp của mình. Rồi sau đó xảy ra một câu chuyện năm 2017, là thời điểm đó là tại vì phải tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau. Thời điểm đó anh làm MC, anh làm cái chương trình từ thiện đó, thì có một cái bạn người mẫu, anh nghĩ là nếu mà kết nối với bạn này thì có thể về phòng khám, bạn ấy là đại diện cho phòng khám, nhưng mà không phải là kết nối theo cái kiểu là yêu đương hay gì đâu. Dạ. Thời điểm đầu nó là công việc thôi. Đúng rồi, là công việc đơn thôi thuần. Đúng rồi, nhưng mà sau đó thì thời điểm mà khi mà Quốc làm xếp quần áo á, Quốc khá là bận rộn. Quốc với anh lúc đó lại có một cái chút rạn nứt, vì bản thân anh là anh lại lo công việc, của Quốc cũng lo công việc. Và rồi kết quả anh sao anh? Rồi xong thì anh quen bạn kia. Wow, thật là công việc đơn thuần chứ. Nãy giờ đi vòng là để có cái kết quả này. Anh Huy là một dạng người là ăn bụng không biết chùi mép. Có mấy ngày là bị em phát hiện liền à? Em phát hiện ở mép bên nào em? Tức là ngày hôm đó là những cái ngày cuối năm, là 20 mấy Tết rồi. Thì vô tình tự nhiên có một cái cuộc gọi, em không nghe bạn kia nói gì, tự nhiên bắt điện thoại lên đó. Anh biết rồi, ngày mai anh tới. Xong cái tự dưng qua ngày hôm sau biến mất tiêu luôn. Điện thoại không có gọi được, nhắn tin cũng không được. Rồi là em nghĩ là chắc có cái gì đó rồi đó. Chứ còn gì nữa. Dạ. Xong cái tối đó về, em mới tối hôm sau mới về là đi một đêm á anh. Xong em mới chạy ra ngoài cái xe, lúc đó còn chạy xe Honda. Em mới dỡ cốp xe lên thì em thấy trong đó có một cái túi đựng một cái quần bơi, có cát và nước biển ở trong đó. Mà đi một ngày mà đi biển chắc chắn là chỉ có đi Vũng Tàu thôi. Rồi sau đó thì em mới lục tiếp trong cặp của ảnh thì em thấy một cái hóa đơn khách sạn. Rồi là em hiểu rồi, nhưng mà em muốn xác nhận lại một lần nữa tại em biết chắc chắn anh sẽ chối. Cho nên em gọi thẳng lên khách sạn đó. Em mới giả bộ em nói là em của em ngày hôm đó ba mẹ em la nó cho nên nó giận nó bỏ nhà đi và nó chỉ liên lạc với em. Rồi hôm nay em thấy cái nó nói là nó đang ở khách sạn anh, nhưng mà bây giờ em gọi cho nó không được, có cách nào em liên lạc được hay không, em lo cho nó quá. Thì bạn ấy nghĩ là chắc là người thân thật rồi. Cho nên nó là đúng rồi, ngày hôm qua có hai bạn chạy chiếc xe đó là nam cao to ở tới đây ở. Rồi là em xác định rồi đó. Em ngán anh Huy 1 chứ em ngán Quốc 10 nha. Trời ơi Quốc ơi, em nghe mà em lạnh người đó. Thật ra lúc đó là anh chỉ nghĩ đến cái chuyện là anh bị cái bệnh là anh không muốn tổn thương người khác. Thì anh có nói với Quốc là thôi cho anh 2-3 tháng anh chia tay từ từ, chứ còn mà em kêu chia tay gắt thì cũng tội nghiệp ta. Thì anh nói như vậy. Là anh bảo là cho anh giãn với bạn kia trong em mà làm được là em đi tu được rồi. Đó, sau đó em cũng nói chuyện với anh Huy xong và em nói chuyện thẳng với bạn đó. Em nói về mối quan hệ của em với anh Huy. Thì bạn nói ồ em không biết.
em xin lỗi. Thì nhưng mà sau đó bạn ấy vẫn tiếp tục qua lại với anh Huy và bạn ấy trả lời với em là bạn tới với anh Huy không phải vì tình cảm mà vì mục đích khác. Rồi còn anh Huy thì nói là em cho anh thêm 2-3 tháng nữa đi, em đừng có đi, để cho anh thư thả, anh chia tay bạn kia. Nhưng mà em không làm được. Ai mà làm được. Thì đó là câu chuyện như vậy. Nhưng mà sau đó cuối cùng thì sau 2 tháng, tức là ngày mà Quốc rời khỏi Quốc rời khỏi nhà luôn. Quốc quyết định bỏ đi. Đúng rồi. Ngày 19 tháng 2 là ngày em dọn khỏi nhà. Ngày 19 tháng 3 là bắt đầu ngày sinh nhật của anh Huy. Anh Huy chủ động tìm lại em sau 1 tháng. Tại vì khi mà em dọn nhà đi là anh Huy lóc toàn bộ liên lạc với em hết, không liên lạc gì với em. Em tin Quốc. Em tại thấy anh, trong mắt của Quốc còn giận. Tại lúc anh giận. Em thấy trong mắt Quốc còn rất nhiều giận hờn nên em tin Quốc. Đó, ngày 19 tháng 3 là bắt đầu anh Huy nhắn cho em một cái tin là mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó, không có gì mất mát hết. Nếu mà cần được thì ngày 19 tháng 3 gặp nhau ở Cần Thơ, nơi mà mình lần đầu gặp nhau ở dưới đó, thì em vẫn đi. Ngày hôm đó em với anh Huy vẫn gặp ở dưới đó. Và anh Huy vẫn lại tiếp tục câu chuyện là anh sẽ giãn bạn này từ từ. Sau đó là bạn này có dọn vào chung. Em đi chừng 8 ngày là anh Huy rước bạn đó về nhà ở chung. Nhưng mà hình như sau đó có mấy tuần là bạn ấy dọn đi vì không hợp hay vì lý do gì đó. Tại vì anh cho bạn đó hiểu rằng cái người mà ở chung với anh đó là sẽ rất là nhiều áp lực. Nếu như muốn gắn bó với nhau lâu dài là phải chịu được cái áp lực khi ở. Nghĩa là anh muốn cho bạn đó biết cái giá trị giữa cái việc có một mối quan hệ nghiêm túc và cái việc vui chơi qua đường nó khác nhau ở. Đúng rồi. Bạn đó về ở với anh được mấy tuần là bạn ấy dọn về kia ở lại, về nhà bạn ấy ở lại. Xong là anh nói với Quốc đó, đó anh đã bắt đầu giãn được từ từ. Rồi khi mà gặp nhau á, mọi thứ có lãng mạn không anh? Gặp nhau nó lãng xẹt luôn. Tức là không có động chạm về cái cảm xúc nào đó hết. Tức là anh Huy lại cái kiểu như vừa làm sai mà còn vừa tỏ ra là khó chịu vậy đó. Nhưng mà sau đó thì quay về Sài Gòn thì bạn kia với anh cũng chia tay. Nhưng mà cái chia tay nó rất là đặc biệt. Và cái ngày hôm đó là Quốc đã dọn về với anh. Ngày hôm đó là em ghé qua ngủ lại thôi. Quốc ghé lại thì vô tình bạn đó mới tới. Bạn đánh ghen ngược lại. Xảy ra một cái cuộc ẩu đả. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua. Xong thì quyết định là chia tay. Chia tay bạn đó luôn. Còn ngày 19 tháng 4 là đúng 2 tháng Quốc quay về. Thế là 19 tháng 2 em dọn đi, 19 tháng 3 gặp lại, 19 tháng 4 là em quay về. 19 tháng 3 là sinh nhật anh Huy, 19 tháng 4 là sinh nhật em. Đó là vậy đó. Cái thời gian em quyết định quay về với anh Huy, em có phải gói ghém lại tất cả những cái suy nghĩ khúc mắc của em về anh Huy với lại bạn đó, tháo gỡ những cái khúc mắc đó? Vẫn còn một khoảng thời gian nữa anh. Tại vì thật sự ra em đồng ý quay về với anh Huy, lý do lớn nhất là cũng bởi vì là còn thương. Thì lý do là lý do chính. Và lý do thứ hai là em cảm thấy thật sự cái khoảng thời gian trước khi mà anh Huy gặp bạn đó, em đi làm từ sáng tới tối, từ sáng tới tối, em không lo được bất cứ gì cho anh Huy. Cho nên em nghĩ là em quay về để em có cơ hội em sửa sai. Nếu mà anh Huy vẫn tiếp tục không có thương em nữa thì sau khi em hoàn thành nhiệm vụ rồi em đi, em vẫn không em sẽ không có bị khúc mắc gì nữa, không bị ân hận, không bị... Thì đó là mục đích của em. Thì sau đó về thì bắt đầu anh Huy kêu em về là làm với anh Huy, quản lý tài sản, quản lý nhân sự cho anh Huy. Thì em cũng đồng ý. Thì quan hệ của tụi em tốt lên từ khi em về làm với anh Huy. Khi mà mọi thứ ổn rồi cho em xin phép quay ngược về câu chuyện come out của hai người. Khó khăn lắm. Em nghĩ anh Huy gặp khó khăn nhiều đúng không? Không, anh không có gặp khó khăn trong chuyện come out. Tại vì anh phải lên kế hoạch cho cái việc come out. Lại là kế hoạch. Anh làm bất kỳ điều gì cũng phải có kế hoạch để anh có được việc come out nó hiệu quả. Thì người ta cần điều gì? Đầu tiên, bạn phải vững vàng về tài chính. Thứ hai, bạn có con hay không? Và thứ ba là bạn đủ tài chính để bạn lo ngược lại cho cha mẹ bạn chưa? Em xin lỗi, em bổ sung một tí xíu cho ý này. Tức là anh Huy nói vấn đề mà đồng tính không hay nào có con thì nó liên quan tới định kiến và cụ thể. Cụ thể là định kiến của ba mẹ anh Huy. Của các thế hệ trước. Dạ, đúng tại rồi. Vì thật sự ra ba mẹ anh Huy rất là khó. Anh Huy cũng là con cưng trong gia đình nữa. Và mẹ anh Huy thường xuyên là hối thúc cưới vợ. Dạ, cho nên anh Huy bị áp lực cũng khá là nhiều. Nên là thời điểm đó là năm 2018 anh quyết định là anh mua nhà. Và 2019 là anh trả xong cái căn nhà của anh. Trước đó là tháng 6 năm 2019 là anh mua cho ba má anh một căn nhà để ba má anh ở gần anh. Thì anh bắt đầu sống cuộc sống gia đình với Quốc thì bắt đầu mọi thứ ổn hơn. Có nghĩa là mọi thứ đã thành một cái gia đình kiểu mẫu rồi anh mới quyết định come out. Trước đấy khi mà bố mẹ anh thấy anh đồng hành với Quốc trong một thời gian rất là dài như vậy, bố mẹ không đặt câu hỏi anh? Không, ba má anh không đặt câu hỏi. Tại vì anh đã đưa Quốc về từ năm 2011. Là lúc anh vừa mới gặp Quốc là anh đã đưa Quốc về nhà để cho cái mối quan hệ của Quốc với anh cho ba má xem đó là những cái mối quan hệ rất là bình thường. Xây phòng khám xong thì lúc đó là mới làm thụ tinh nhân tạo. Thì đứng đấy đầu tiên là thời điểm đó tụi anh tổ chức cái đầy tháng là anh come out với tất cả mọi người.
nhưng mà anh come out như thế nào ạ? Anh chưa có gọi là come out trực tiếp. Yeah. Tức là anh tổ chức một cái buổi tiệc và tổ chức buổi tiệc đó lên làm như một cái buổi có hai bên gia đình, ba má anh một bên, cậu mợ quốc một bên, thì đưa đứa con lên và lúc đó anh nói là anh là bố nhưng mà anh không biết cái cách để mà bồng con, nên là quốc anh muốn có quốc để mà quốc bồng con phụ anh. Yeah. Tức là cái cách nói của anh nó sẽ lách chút xíu. Tức là cái lần đó có ba má luôn nhưng mà ai cũng hiểu hết trơn, có mình ba má anh Huy không hiểu. À, ba má anh Huy vẫn tin cái câu chuyện là hai người đàn ông là muốn như vậy để là hai con. Người con trai, bạn bè anh em của đúng nhà. Rồi. Dạ đúng rồi. Phụ anh thôi. Yeah. Cái lần mà chính thức anh come out là khi mà có thằng cu tiếp theo. Sau đó một năm là em có thêm nhóc thứ hai. Má qua chơi má mới nói là lớn lên có vợ đàng hoàng nha, đừng có giống ba mày. Tối hôm đó là anh mới bắt đầu quyết định là anh come out. Thì hôm đó anh cầm micro lên, hôm đó là có tất cả bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, bà con, bác sĩ, dược sĩ đồ này nọ có mặt hết trong cái buổi hôm đó. Thì anh mới nói cái câu là con của anh và quốc. Người ta nói đồng tính không bao giờ có con nhưng tụi anh có con. Anh ơi, trong đêm đó ông nói chữ đồng tính một cái em muốn phun cơm ngay tại chỗ. Tại vì anh Huy cái cách làm việc của anh Huy cũng giống như là mọi khi, không bao giờ cho em biết trước cái chuyện gì hết trơn. Buổi hôm đó khi mà anh chia sẻ như vậy, ba má anh cũng hiểu và mọi người cũng bắt đầu hiểu. Tức là nói chữ đồng tính luôn mà không anh hiểu. Nói chữ đồng tính luôn thì hiển nhiên phải hiểu rồi. Đó là câu chuyện không ao của anh, còn câu chuyện không ao của quốc thì rất là dễ thương. Okay. Nào, đến quốc. Em thì em không ao hai lần, một lần là với mẹ của em, một lần là với cậu của em. Tại vì em từ nhỏ là ba em bỏ từ lúc mà em 5 tuổi rồi. Cậu là người nuôi. Dạ, em ở chung với cậu, với ngoại và mẹ. Thì em coi cậu với giống như cha vậy đó, cậu cũng rất là thương em. Lần đầu tiên mà em come out với mẹ là cái thời điểm mà em dọn ra ngoài, lúc mà anh Huy quen với bạn người mẫu đó đó anh. Vì lúc đó thật sự ra mẹ em cũng biết, tại vì lúc đó là em không giấu được cảm xúc, em suy sụp hoàn toàn á. Cho nên mẹ em nhìn thấy được, chứ bình thường mẹ em vô tư lắm mà cảm xúc mà hơi hơi mẹ em không biết đâu. Cảm xúc mà phải dữ dội suy sụp luôn mẹ em mới biết. Thì em có nói là con với anh Huy sống chung với nhau như vậy, con thương anh Huy, con không có thích con gái. Thì mẹ mới biết, mẹ em nói là lâu nay tôi có đứa con gái mà tôi không biết. Dạ nó nhẹ nhàng lắm. Rồi lần thứ hai em come out là come out với cậu em. Thông qua những đứa em thì cậu em chắc cũng biết, nhưng mà cậu em không có hỏi. Thì hôm đó là cậu em lên để dự cái đầy tháng của bé Bon, là bé đầu tiên của em á. Trên đường về cậu hỏi em, cái này cậu không biết. Đó giờ cậu không biết cái này, cậu thấy lạ quá à. Cho nên cậu hỏi con trả lời cậu thiệt là như vậy, rồi sau này con có lấy vợ được không? Mấy đứa có lấy vợ được không? Mấy đứa có lấy vợ được không? Mấy đứa có lấy vợ được không? Dạ thì em cũng nói với cậu, thật sự ra con với anh Huy cũng giống như những cặp vợ chồng bình thường, giống như đàn ông với đàn bà với nhau, cùng thương nhau, cùng xây dựng gia đình. Nhưng mà khác cái là tụi con không có thương người khác giới, và tụi con thương người cùng giới, và cái này cũng không phải là xu hướng gì hết, cho nên là không thay đổi được. Thì cậu nói cậu hiểu rồi. Nói chung là mọi thứ rất là nhẹ nhàng. Sau khi mà tụi anh có hai đứa con, có nhà, có mọi thứ, thì nói chung là mọi thứ đã trọn vẹn. Anh không biết là cái mong muốn thật sự của quốc ở hiện tại là cái gì. Hiện tại mong muốn của em đơn giản lắm. Em chỉ muốn gắn bó với anh Huy ít nhất là 30 năm nữa, để cho hai đứa con của em nó đủ tuổi trưởng thành, 30 tuổi. Rồi sau đó ok, mình có hết là coi như em hoàn thành cuộc sống này rồi đó. Tại vì hiện tại em cảm thấy mọi thứ nó ổn đối với em. Tại vì anh Huy là một người rất là bản lĩnh. Thời điểm này anh Huy cho em thấy được là anh Huy có đủ sức để che chở cho em với hai đứa nhỏ. Cho nên là em, mục tiêu sống của em bây giờ là không có gì nặng nề hết. Không còn muốn có đứa con nữa. Là tụi anh có kế hoạch thêm một đứa nữa. Là chỉ có ham con thôi à. Cho em hỏi về dự định của anh Huy. Dự định của anh thì anh muốn phát triển để mà sắp tới sẽ xây dựng được một cái bệnh viện. Và nó sẽ có thể anh sẽ cho con anh đi học những cái ngành y bác sĩ, để sau này nó có thể phát triển hơn nữa, để mà nó có thể làm được những cái chuyện mà thế hệ của tụi anh nè không làm được, thì tới thế hệ tụi nó có thể làm được. Và bên cạnh đó thì anh muốn làm thế về hưu, để anh quay về cái công việc điều hành. Thì giống như bây giờ tụi anh chỉ là những người điều hành thôi, có nhiều thời gian cho gia đình hơn, cho mình có một cuộc sống mình cảm thấy nó thoải mái hơn, chứ không có cần phải gò bó nữa. Thì đó là cái dự định tương lai của anh. Ok, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh Huy, cảm ơn quốc đến với chương trình ngày hôm nay, và đã cho em lần đầu tiên được lắng nghe một câu chuyện tình yêu nó rất có giá trị đối với cá nhân em. Tại vì cả hai đã vượt qua quá nhiều thứ, và quan trọng là cả hai đã dám chia sẻ tất cả mọi thứ với em, với khán giả của chương trình nữa. Cảm ơn hai người rất là nhiều. Cảm ơn. Và em hy vọng là cuộc sống tương lai của anh Huy và quốc á, sẽ được như cả hai người mong muốn, và sẽ hạnh phúc nhiều hơn nữa, để cho xứng đáng với những gì hai người đã cùng nhau trải qua.
Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Come Out ngày hôm nay. Quý khán giả đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCB Media và kênh Come Out LGBT Việt Nam. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.